Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe chân nhựa trắng tựa da vuông bên mình cho các bạn xem nhá. Ghế này thì có thể dùng trong spa này, phun xăm này, cắt tóc này, gội đầu, nối mi này, hoặc là dùng trong học sinh cũng được nhá, hoặc là trang điểm cá nhân cũng rất chia ok nhá. Ghế thì có thể xoay được 360 độ các bạn ạ. Và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm nhé các bạn. Đây này, ngồi rất chi là êm ái nhé mọi người nhá. Ghế này chịu được sức nặng đến 150 cân nhé mọi người ạ. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay cho các bạn từng màu nhá. Hôm nay về thêm 4 màu mới, ngoài ra mình có thêm 3 màu mỡ, tổng mình có tất cả 7 màu nhé các bạn. Mặt của ghế thì là chất liệu bọc da nhé mọi người nhé, dễ dàng lau chùi khi bẩn nhé, đẹp êm ái nhé, tựa cũng rất chi là êm nhé, đường kim mũi chỉ này, độ hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhé các bạn. Đây mình quay cho các bạn cả mặt sau ghế các bạn tham khảo này. Đấy. Chân ghế này là chân nhựa đúc màu trắng nhá, dòng bánh xe bằng to nhá, có bánh xe di chuyển dễ dàng tiện lợi nhá các bạn. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên các bạn cứ yên tâm nhá các bạn, đảm bảo hình thật và video thật cho các bạn tham khảo. Thôi mình giới thiệu qua vậy thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.